Chào mừng tất cả các bạn nhỏ đã quay trở lại trong chuỗi các video đồng hành cùng bé yêu của trường mầm non Đông Sim. Và trong dự án Sự Diệu Kỳ Của Hạt có một câu chuyện rất là hay. Hôm nay, cô Ánh sẽ kể cho các bạn nhỏ nghe câu chuyện có tên là Hạt Đỗ Xót. Mùa thu đến, bà đem các hạt đỗ đen gieo trên lúng đất sau nhà. Có một hạt đỗ bị mắc vào mạng nhện, nằm xót lại trong đáy lọ nên gọi là đỗ xót. Đỗ xót kêu lên: "Bà ơi, bà ơi, còn cháu nữa, cháu không ra được." Nhưng bà không hiểu tiếng nói của đỗ nên không biết được trong lọ còn một hạt đỗ xót lại. Sống trong lọ vừa tối vừa vắng vẻ, đỗ xót rất buồn. Một hôm, các chú kiến bò vào lọ. Đỗ xót mừng quá. Đỗ xót chưa kịp chào thì các chú kiến đã lao sao hỏi: "Có cô đỗ xót đấy không? Các bạn cô ngoài kia nhờ chúng tôi mang cô ra vườn cùng các cô ấy đấy." "Các chú kiến đấy ư? Tôi đây, đỗ xót đây. Thật may mắn quá. Cảm ơn các chú." Các chú kiến xúm vào khiêng đỗ xót lên lưng. Các chú khiêng đỗ xót đến đầu nhà. Trời bỗng đổ mưa. Các chú kiến đặt đỗ xót vào kẽ gạch rồi dặn: "Trời mưa, chúng tôi không đi được nữa. Cô cứ ở lại đây. Khi nào tạnh, chúng tôi lại mang cô ra với các bạn của cô." Đỗ xót chia tay với các chú kiến. Trời mưa mỗi lúc một to. Những lớp đấy theo mưa phủ lên mình đỗ xót. Mấy ngày sau, cô đỗ xót thấy trong mình xôn xao như đang lớn dậy. Vỏ cô bắt đầu tách ra, vươn lên một cái mầm xanh non. Đầu đội chiếc mũ đến là xinh xắn. Khi các chú kiến trở lại, các chú sửng sốt reo lên: "À, thế là cô đã mọc mầm rồi. Cô đã có rễ rồi. Chúng tôi không khiêng cô đi được nữa. Thôi, chào cô đỗ xót. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến chơi." Mấy ngày sau, một cô bé đi qua, nhìn thấy cây đỗ, cô reo lên: "À, cây đỗ!" Bây giờ, đỗ xót đã mọc thành cây. Cô bé đánh cây đỗ xót ra, trồng ở luống đỗ sau nhà. Các cô đỗ đen thấy đỗ xót ra đều vui mừng, tíu tít hỏi han. Bây giờ đã được sống cùng các bạn, được cùng tắm nắng, uống nước. Cô mỗi ngày một lớn nhanh, tuy có lớn muộn hơn các bạn. Các bạn của cô đều đã ra hoa, kết quả. Riêng cô mới bắt đầu nhú lên những nụ hoa nhỏ xíu, xinh xắn. Như vậy, câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bé yêu trong những video lần sau.